Hello, hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây, chủ của ông Huy. Mình đang dành ra 15 phút. Đang dành ra 15 phút để tái tạo năng lượng sau 5 ngày dài học tập rất là miệt mài. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Nào, tóc mày thế nào thế Hà Lan? Sao anh bảo mày bao lần rồi? Không vuốt tóc lên. Sau những ngày dài học tập rất là mệt mệt mài thì đây là lúc mình đang tái tạo năng lượng bằng cái phương pháp là 15 phút trên ghế massage S600. Thì thật sự là khi mà bi lăn cũng như là các túi khí massage nó bóp tay bóp chân của mình thì chạy đến đâu mình thấy cơ thể mình nó như là hồi sinh lên đấy. Thì đây là mẫu ghế mà mình rất là ưng, chào Tiến Thành. Rất là ưng. Tiến Thành ơi, ghế dùng thích không? Có hay ngồi không? Ngày nào cũng ngồi chứ? Sau 5 ngày học anh vừa về cửa hàng này. Và giờ đang ngồi. Thì thật sự luôn, nó là một điều rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Mở nhạc lên nào. Đó, chào 7 người đang xem nha. Thì mọi người có muốn mình chia sẻ về 7 à về 5 ngày học tập vừa qua không? Ai muốn chia sẻ thì hãy comment nào. Hãy comment bên dưới. 5 ngày mình học đó là học chương trình Ultimate Trainer, học về việc dẫn dắt đội nhóm, học về việc đứng trên sân khấu và cảm hứng để truyền động lực. Thì thật sự nó là những ngày rất là tuyệt vời. Đặc biệt học tính kỷ luật. Mình chia sẻ với các bạn là hôm nào ít nhất thì cũng chạy 7 cây. Hôm nhiều như hôm qua chạy 18 cây. 18 19 cây và các bạn nhớ là leo núi nha. Leo từ cốt 400 lên đền thờ Bác Hồ xong rồi đi xuống. Đó. Nhạc hay là bật tình của anh ạ? Bật nhạc. Nhạc không đợi. Anh chào anh Kỳ. Thì mỗi một cái bài tập như vậy chúng tôi đều trải qua những cái trải nghiệm, những cái bài học được rút ra. Ví dụ như là nhà không lời mà. Chào anh Hoàng Đình Tuấn, anh về chưa anh? Em về đến showroom rồi này. Đang ngồi ghế để thư giãn. Mấy hôm lên đó thì mình cũng nhường ghế cho mọi người sử dụng cho nên là không có được thư giãn, thì khi về đến showroom, vừa về showroom cái là triển khai luôn, làm luôn cái việc thư giãn để cho cơ thể của mình như được tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thì sẽ có lịch trình quay ở 20 video liên tục, quay ở 20 video liên tục cho nên là để có một cái tinh thần tốt nhất, một cái thể trạng khỏe khoắn nhất thì mình cần phải được thư giãn, massage thư giãn mà to đi nhé. Đó, rất là tuyệt vời. Anh Tuấn hôm trước trải nghiệm ghế massage được mấy lần rồi anh? Cảm nhận thế nào ạ? Anh cho em xin một chút cảm nhận được không ạ? Hôm trước mình đi học thì mình có mang 3 sản phẩm lên lớp học Ultimate Trainer để cho mọi người trải nghiệm cũng như là thư giãn sau những ngày học tập rất là vất vả. Thì thật sự chia sẻ các bạn là trong cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ có những cái may mắn, ai cũng sẽ có những cái khó khăn, ai cũng sẽ có những cái rào cản để phải vượt qua. Thì cái may mắn trong cuộc đời của mình đó là mình được ở trong một cộng đồng rất là tuyệt vời, mọi người năng lượng cao, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng nhau phát triển. May mắn của mình nữa đó là được học tập từ một người thầy rất là tuyệt vời, chào Linh. Anh chính thức hôm nay đã ra trại nha, đã ra trại, đã quay trở lại với công việc kinh doanh thường ngày. Đó, thì được dìu dắt, dạy dỗ bởi một người thầy khá là khó tính, nhưng mà kiến thức và tình yêu thương thì bao la vô bờ bến. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời của mình.
cái thứ ba đó là mình có một công việc mình yêu thích, có một công việc mà mình thật sự mình thấy mình đam mê, mình đắm chìm với nó. Thứ nhất là nó mang lại tiền cho mình là cái chắc chắn rồi, đúng không? Cái thứ hai nữa là nó mang lại sức khỏe cho người khác. Khi mà mình nhìn thấy sự biến đổi của khách hàng của mình, họ khỏe hơn, họ yêu đời hơn, họ có một cuộc sống hạnh phúc, chất lượng hơn, thì mình lấy đó nó những cái động lực để mình có thể là vượt qua những cái rào cản, vượt qua những cái thách thức để có thể phục vụ mọi người làm tốt hơn. Đó. Và tất nhiên là khi mà bạn là người cho đi nhiều nhất thì bạn sẽ nhận lại được nhiều nhất, đấy là cái điều chắc chắn, đúng không ạ? Trong Eagle Camp có một chiến lược gọi là Give for Win, tức là người cho đi nhiều nhất là người chiến thắng. Thì mình luôn luôn xác định một tâm thế cho là nhận. Chào anh Dương. Cho là nhận. Cuộc sống này không ai lấy hết của ai cái gì hết ạ. Và cũng không ai cho ai không cái gì. Cho nên là em chào anh Dương mà, chào anh Dương đẹp trai. Cho nên là mình cứ cho đi đi thì mình sẽ còn mãi, đúng không? Tiền tiêu như chả hết. Hello anh Dương. Và một chút nữa mình sẽ post lên YouTube, kênh YouTube của mình cái video về một cái video rất là ngây ngô về cái việc mình tập đứng trên sân khấu như thế nào. Thì mong mọi người hãy xem và cho mình nhận xét, đúng không ạ? Video gọi là video trong giờ nghỉ giải lao mình tập làm diễn giả. Làm diễn giả đó. Và có rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với mọi người, rất nhiều điều, nhưng không biết mọi người muốn nghe cái gì trước, muốn nghe cái gì sau. Nhưng cái quan trọng nhất là mình muốn là khi mình chia sẻ thì mọi người hãy lấy đó là cái kiến thức để mọi người có thể là phát huy, phát triển công việc, phát triển bản thân và kiếm thêm được cho mình những khoản thu nhập rất là tốt, đúng không ạ? Chứ không, mình không muốn là chia sẻ theo cái cách là chia sẻ xong rồi các bạn chả trân trọng, các bạn chả làm. Thì thực ra như này, không phải, nói thật với các bạn, không phải ai vào Eagle Camp cũng thành công, không phải ai đi học Thầy Long cũng thành công, không phải ai đi học cũng sẽ kiếm được tiền. Cái quan trọng là chúng ta cùng học ở môi trường như nhau, cùng làm ở môi trường như nhau, cùng ở trong một cái lớp học có các cái chiến lược, các cái kiến thức như nhau. Nhưng ai là người áp dụng, vận dụng và triển khai nó để ra hiệu quả thì đó là chuyện khác. Vợ mình thế thôi, mình đi học thì mình thấy mình chưa áp dụng được nhiều bởi vì là mình chưa 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 triệt để áp dụng nó. Ít nhất nó làm cho con người mình biến đổi, làm cho con người mình biến đổi cả về thu nhập cũng như là mối quan hệ, thì đó là một điều tuyệt vời, đúng không ạ? Và trong cuộc sống này chúng ta có luôn luôn có rất nhiều điều tuyệt vời, dù khó khăn hay thành công đến với chúng ta nó đều là một món quà mà tạo hóa, mà thiên nhiên, mà thượng đế ban tặng để chúng ta tận hưởng, trải nghiệm và vượt qua nó. Các bạn thấy không, cái cảm giác mình được du dương, được massage, nghe một bản nhạc không lời, ôi tuyệt vời, thật sự đâu, điều rất tuyệt vời các bạn. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết cân bằng hài hòa giữa công việc, gia đình, học tập và tái tạo năng lượng, yêu thương bản thân thì chúng ta sẽ có một cuộc sống vô cùng chất lượng. Và một điều cuối cùng là mọi người nhớ là nếu như các bạn có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn, hãy inbox cho mình vào fanpage, làm vào bình luận cái link link page của anh và cho các bạn livestream anh đi. Vào fanpage Trung Quang Huy, mình có một fanpage cũng tên như này luôn, ảnh đại diện như này, mình sẽ tư vấn cho các bạn, đúng không ạ? Tư vấn cho các bạn về các cái liệu pháp, các cái phương pháp để chữa đau lưng, giảm tê bì chân tay để có sức khỏe tốt hơn. Mình sẽ tư vấn cho bạn, sẽ chỉ cho bạn những cách rất đơn giản thôi, chứ không cần phải mua ghế massage đâu, đúng không? Ghế massage là dành cho những người nào thật sự nhất là có điều kiện, cái thứ hai là thật sự yêu thương bản thân và gia đình đó. Còn về sức khỏe thì ai cũng cần phải có, và nếu như mọi người cần thì hãy inbox cho mình,
mình sẽ chia sẻ, sẽ tư vấn cho, đúng không ạ? Những cái liệu pháp, những cái phương pháp rất đơn giản thôi, thậm chí không tốn tiền luôn vẫn khỏe được, đúng không ạ? Đó, để cho chúng ta một cái sức khỏe tốt hơn, học tập được nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, các bạn nha. Ok, Lam bình luận thì copy cái link page Trung Quang Huy đó gắn đây, thì mọi người hãy nếu có gì thắc mắc. Và đặc biệt thì có một kênh YouTube nữa, đó là gì? Kênh YouTube là Trung Quang Huy chuyên gia sức khỏe. Thì ở trên đó mỗi ngày mình sẽ up từ 1 đến 2 video lên để truyền tải các kiến thức về sức khỏe. Hello, em chào Trần Hoài. Đó ạ. Chào anh Mạnh Tiến. Thì mọi người hãy nhắn tin hoặc inbox hoặc là xem các video mình đang ở trên YouTube đó. Đó là một cái phương tiện để mình truyền tải những cái thông điệp, những cái phương pháp, những cái cách thức để mọi người có một cái sức khỏe tốt hơn, đúng không ạ? Còn tất nhiên mình bán ghế massage thì ai mua ghế massage thì hãy liên hệ với mình, chứ mà không cần mua ghế massage, cần hỏi gì cứ inbox cho mình sẽ trả lời, sẽ hỗ trợ mọi người, sẽ tư vấn tương tác với mọi người để mọi người có một cái sức khỏe tốt nhất các bạn nha. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời bên gia đình, bên người thân, bên những người thân yêu các bạn. Hãy yêu thương thật nhiều, cho thật nhiều và cống hiến thật nhiều các bạn nha. Bye bye.